Mạng xã hội lan truyền đoạn video gây bức xúc, cụ thể một người có tên là chị Giang Taiwan đã lên sóng truyền hình nước bạn để chê trách giá trị đàn ông Việt. Ngược lại, cô đề cao người chồng ngoại quốc của mình khiến dư luận cảm thấy khá chối tai. Theo đó, trong một chương trình trò chuyện với những nàng dâu ngoại quốc tại Đài Loan, cô gái có tên là chị Giang Taiwan đã được mời tham dự show. Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói khi cô chia sẻ lý do không lấy chồng người cùng nước mà sang tận Đài Loan là vì theo cảm nhận của chị Giang. Trai Việt có những tính cách và khuyết điểm chưa tốt ở một người đàn ông như lười biếng, hay đi nhậu, ngoại tình và hay tương tác. Đồng thời cô khen chồng mình, người Đài Loan là người chu đáo. Những phát ngôn vô tư của cô nhanh chóng trở thành làn sóng tranh cãi trong dư luận. Được biết, chị Giang Taiwan và chồng kết hôn qua mai mối, cả hai tiến tới hôn nhân chỉ sau một đêm tâm sự. Cô đã chia sẻ kinh nghiệm về hôn nhân xuyên biên giới của mình. Ngay từ lần đầu gặp nhau, chồng đã đề nghị cưới xin nhưng lúc đó Giang Taiwan vẫn do dự, muốn suy nghĩ lại. Tuy nhiên đêm đó, họ ngủ chung phòng, rồi cô động lòng sau đó cả hai nhanh chóng kết hôn. Cũng theo netizen, hành động chê trai Việt, nâng trai đài của chị Giang Taiwan là vơ đũa cả nắm vì ở bất kỳ quốc gia nào cũng sẽ có người này người kia. Hơn nữa, việc cô có lời nói vô tình hạ thấp giá chung của đàn ông Việt trên sóng nước bạn là khó chấp nhận. Tuy nhiên, một số cư dân mạng khác lại bày tỏ sự đồng tình với ý kiến trên của chị Giang Taiwan như rồi nói đâu có sai, nói đúng còn nói to, thường mấy ông hay so đo tính toán sống chẳng ra sao chắc ghét lắm, ai chưa từng tương tác vợ với siêng năng kiếm tiền, hay phụ vợ việc nhà đâu giơ tay mình đếm với ạ, nói đúng nhưng không phải ai cũng vậy mà là đa số đều như vậy. Nói về việc cô dâu Việt lấy chồng ngoại quốc vốn không phải chuyện lạ, vì gia cảnh nghèo khó phải hy sinh hay chỉ vì muốn lấy chồng ngoại lấy tiếng, đó là những lý do của từng người. Nhưng chắc, không ít thì nhiều, sau một thời gian làm dâu, nhiều cô gái ở Việt Nam mới vỡ mộng rằng cuộc sống xứ người không lãng mạn, giàu sang như trong phim. Từ hơn một thập niên qua, mãi đến giờ này, đàn ông Đài Loan tiếp tục sang Việt Nam kiếm vợ, cô dâu Việt Nam sẵn sàng nhắm mắt đưa chân theo chồng về nơi xa. Chắc điều đầu tiên các cô dâu phải tự hỏi là cái gì đang chờ mình ở nơi kia, hạnh phúc hay khổ đau. Thực tế, gọi là cô dâu, là chồng hay là vợ mà khi đối diện thực tại thì quá đỗi bẽ bàng, nếu không muốn nói là tủi hổ. Khách quan mà nói, trong cái rủi có cái may sẽ có một vài phụ nữ may mắn họ nắm lấy cơ hội để làm giàu nhờ xuất ngoại. Hiện nay, số lượng người dân di dân đến Đài Loan ngày càng đông và cuộc sống của các cô dâu Việt đã có nhiều khởi sắc. Nhiều cô dâu đã có cơ hội lựa chọn những công việc phù hợp với khả năng và sở thích của mình. Không ít người đã có những bứt phá thành công như trường hợp chị Anh Kỳ, chủ một chuỗi cửa hàng làm đẹp và giáo viên dạy về làm đẹp. Gặp chị Anh Kỳ trực tiếp, ít ai nghĩ rằng người phụ nữ trẻ trung, xinh đẹp đã lên chức bà nội và không ai ngờ cuộc đời của chị đã trải qua nhiều biến cố, thăng trầm đến như vậy. Chị Kỳ kể, tình cờ gặp ông xã người Đài Loan trong một đám cưới em bạn tại thành phố Hồ Chí Minh. Và nghe lời dụ dỗ Đài Loan nhiều cảnh đẹp nên sau hơn một năm tìm hiểu, chị đã theo chàng về dinh. Nhưng cuộc sống không màu hồng như những gì tưởng tượng, sống ở một đất nước hoàn toàn xa lạ, không có người thân, ngôn ngữ bất đồng. Cộng với việc bị phụ thuộc kinh tế hoàn toàn vào gia đình chồng nên chị Kỳ rơi vào thế yếu và không nhận được sự tôn trọng từ chồng. Rạn nứt ngày càng cao nên chị Kỳ đã quyết định chấm dứt cuộc hôn nhân 8 năm, một mình dắt con trai rời khỏi nhà chồng mà không có bất cứ tài sản nào. Với hai bàn tay trắng, chị Kỳ đã bắt đầu bằng công việc sắp lá trầu rồi học làm nêu. Sau đó mở tiệm nêu chung với bạn rồi từ từ tách ra. Chị Kỳ mong muốn được dìu dắt người Việt tại Đài Loan nói chung và cô dâu Việt nói riêng có công việc, tự chủ kinh tế để có cuộc sống tốt hơn. Đến hiện tại, câu chuyện về xính ngoại chê mùi cá ao vẫn nhen nhóm đâu đó trên mạng xã hội. Trường hợp của chị Giang Taiwan và chị Kỳ chỉ là một ví dụ điển hình.